Kiếm tiền 8.0. Kiếm tiền 8.0 sẽ hướng dẫn các bạn tham gia chương trình iGov nhận 20 token TXH trên một cái sàn Lucky. Lucky nghe exchange tất cả các bạn. Đầu tiên các bạn click phần link mô tả cho mình đăng ký một cái sàn. Đầu tiên tên thì các bạn nhớ cố gắng là ghi tên có số nha các bạn. Là cái username á. Rồi email password, xin password vào mail confirm mail. Rồi các bạn điền địa chỉ email vô đây vô. Dòng đầu là các bạn điền địa chỉ email các bạn. Rồi các bạn join kênh hai kênh Telegram của nó nè. Một kênh channel và một kênh channel và một kênh group của nó nè. Rồi, dòng thứ ba các bạn follow Twitter và các bạn request và pinbot. Rồi các bạn ghi cái username là đây nè. Rồi các bạn click vào phần link mô tả và click vào Facebook này các bạn like cho nó một bài nha các bạn, theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn cái chỗ chữ Refer này các bạn ghi giùm mình A cộng V, mình có để dưới phần link mô tả đó các bạn. Các bạn ghi chữ này nè các bạn. A cộng H U Win V này nè H9. Chữ này dòng chữ này mình có để với phần link mô tả các bạn, là mã giới thiệu của các bạn đó. Rồi đầu tiên mình sẽ làm nhiệm vụ luôn các bạn ơi. Rồi nếu bạn nào không hiểu thì có để lại comment dưới đi, mình sẽ trả lời các bạn. Rồi các bạn bấm gỡ là xong các bạn. Này ai góp thì điền form thôi, này quá dễ, mình từng hướng dẫn cho các bạn nhiều lần rồi.